Cái xong rồi em mới nghe ở ngoài có cái giọng là người lớn kêu là trời con sao con vô phòng của người ta có biết ai không mà vô. Xong ra coi thử bà đó coi cái đầu bà có đầu sao. Konnichiwa, chào mừng các bạn đã đến với MTV. Vlog hôm nay của mình sẽ đưa các bạn vòng quanh Vũng Tàu trong vòng 24 tiếng. Lần này mình du lịch Vũng Tàu chủ yếu là để dắt mẹ mình đi tắm biển vì mẹ thích tắm biển lắm. Đặc biệt là hôm nay cái sinh nhật mẹ mình á, nên cho mẹ mình thì vui trong sinh nhật luôn. Lần này tôi ở khách sạn 3 sao có tên là Ibis Style, nằm ngay đường bờ biển, bước qua đường cái là bãi tắm luôn á nha, đã lắm. Ấn tượng của tôi về cái khách sạn này là thiết kế hiện đại này, trẻ trung mà vẫn vô cùng sang trọng. Khách sạn này có cái phần sảnh giữa lấy ánh sáng trực tiếp từ giếng trời, còn các dãy phòng được sắp xếp theo kiểu cái bánh donut vậy. Lúc tôi đi lên phòng dọc hành lang, tôi có thể thấy được tất cả các hành lang lầu khác nhờ phần hổng ở giữa. Cái kiểu nhà như này làm tôi nhớ đến mấy chung cư trong mấy bộ phim ma Thái Lan ghê. Mà công nhận mỏ tôi đen thiệt. Mới đầu tôi chỉ nói vui vậy thôi nha, ai dè tối đó có chuyện thiệt mọi người. Chuyện gì thì coi tiếp mới biết nha. Ok, thì đại khái là cái khách sạn này khá đẹp, cũng đầy đủ từ hồ bơi cho đến nhà hàng buffet với cái bùi ba các kiểu. Tuy nhiên á, không biết có phải do tôi đi cuối tuần đông khách hay không mà tôi cũng không có tránh khỏi một cái số lỗi của cái khách sạn này. Sorry mấy bạn vì từ nãy đến giờ không có xin nào đàng hoàng nha, tại vì mình đi xe. Má ơi, làm như nguyên cái Sài Gòn đổ hết rồi Vũng Tàu luôn. Đi xe hơi mà 8 giờ sáng đi, 12 giờ trưa mới tới. Đến khách sạn là mẹ phải massage đầu cho mình á, thì mình mới minh mẫn lại được á. Đến lúc ra biển rồi, mình thích chụp hình với biển lắm nên cố tình trang điểm một chút để che khuyết điểm trên da. Tuy nhiên á, thì mọi người cũng biết là tôi đang bị bệnh á, rồi da mặt nó hơi ghê. Kiểu gì thì tí nó cũng dị ứng thôi, tự nhủ trang điểm sương sương, chắc không sao, tí về bôi liền. Biển cuối tuần ta nói nó đông, không kiếm được cái góc nào vắng để chụp hình cho đẹp luôn á. Mẹ đâu rồi? Mẹ đâu à đây? Mom. Tắm đã. Nhưng mà bầu trời cực tuyệt mọi người, không mưa luôn, mây xanh, trời đất ơi, ta nói chụp lên nhìn mê. Nghe nói nước biển còn ấm cực nữa. Tắm biển xong mình đi ăn tối với mọi người. Vì trong số người quen đi chung có người giới thiệu đi ăn cơm niêu ở cái quán này nè, nên cả nhà đi thử. Nói thiệt nha, mình không thích lắm. Không phải là nó dở, nhưng mấy món này ở Sài Gòn cũng có. Mà cái món cơm niêu cùng kho quẹt ở đây mình thấy cũng không có đúng điệu. May giá không quá đắt nên cũng thôi không sao. Có điều đi biển mình chỉ muốn ăn hải sản thôi. MTV muốn ăn hải sản cả nhà ơi. Sau bữa ăn á, thì mình với chị đi mua bánh kem chúc mừng sinh nhật cho mẹ. Vô tình biết được một cái quán trà bánh siêu xinh ở đường Hoàng Hoa Thám, Vũng Tàu luôn mọi người. Nếu có thời gian mình nhất định sẽ ở đây chụp hình á. Nhưng bây giờ đang vội với cả xấu xí quá. Cái mặt tôi nè, hẹn shop dịp khác vậy. Chị bò lên muốn thấy điều luôn, bò lên giường luôn rồi, lên bàn luôn rồi, chị, hồi chị leo lên bàn luôn. Mệt, chị chuyển qua bánh khác. Chị đã chuyển qua bánh khác, chị không quan tâm, giờ chị không quan tâm. Trời ơi, đóng kịch câm hay gì? Đông gì mà đông ấm thế. Này quảng trường à? Cả Việt Nam đổ xô đi Vũng Tàu.
Do tối hôm qua đã bỏ phí một bữa ăn không có giống đi du lịch Vũng Tàu gì hết rồi, nên là 7 giờ sáng cả nhà mình đã quyết định phải dậy sớm đi ăn đặc sản Vũng Tàu. Mình nhất định phải xoa dịu ngày đầu bão táp ở Vũng Tàu bằng bánh khọt. Đi Vũng Tàu là phải ăn bánh khọt. Đây là phương châm du lịch Vũng Tàu của mình luôn. Sẵn đây thì mình chỉ cho mọi người quán mình hay ăn bánh khọt. Nó là số 14 Hoàng Hoa Thám nha mọi người. Thường thì mọi người sẽ đi ăn quán nổi tiếng bánh khọt cây vú sữa thì phải. Tuy nhiên cái quán đó luôn đông người nè. Đợt mình mua về cũng không có được luôn. Chỗ ăn lại hơi sập sệ nên mình thích cái quán này hơn. Sau đó mình đi bộ lại quán hủ tiếu mực ông già mà nhà mình được anh tài xế giới thiệu á, là rất nổi tiếng và ngon số dách Vũng Tàu luôn. Thì có bạn fan của The Win Team có liên hệ với mình, bạn đó ở Vũng Tàu. Bạn đó kêu mình xuống để mua trà sữa cho. Bây giờ mình đang giảm cân nhưng mà fan mua thì phải nhận chứ nhỉ. Thì hôm qua mình đã trang điểm để chụp hình ở ngoài biển nên là hôm nay mình hạn chế thì trang điểm lại. Mới hôm qua trang điểm tí xíu thôi mà nổi lên mụn nữa rồi. Nên là hôm nay mình sẽ không trang điểm mà đang không trang. Trời, mà áp anh cũng vờ luôn. Cảm ơn sao? Cho bà nè. Cảm ơn nha. À quên. Xanh Hương. Hương Sàm. Hương thích đồ. Là bữa thương á, mua trà sữa nè, mua cái đồ ăn giặt nữa. Má ơi, làm sao tôi ốm nè trời. Vì chỉ có 24 tiếng du lịch nên giờ cũng là lúc check out trả phòng đi về rồi. Đợi thang máy cũng nửa tiếng nha mọi người. Vì giờ này người ta check out nhiều xỉu. Cái này là kinh nghiệm cho mọi người nha. Đúng là chuyến đi của sự chờ đợi mà. Chờ đợi check out. Đi chơi vui không mẹ? Đi chơi vui không? Thôi chơi vì mẹ mình đang coi dở chương trình đua xe đạp Việt Nam nên là hả phải đi chất cao nửa chừng nên là mẹ mình đã từ bầu. Bây giờ cảm ơn các bạn vì chuyến đi của mình đến Vũng Tàu. Chúc mừng sinh nhật mẹ, đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Like, share, subscribe nếu các bạn thấy thích video clip này cũng như là những video khác cùng MTV. Và cùng chờ đợi những video clip tiếp theo bằng cách nhấn cái chuông, cái nút đăng ký và điện thoại thông tin nhỏ cho mình MTV clip mới nhé. Oh my god, tôi rất là sợ quay clip buổi tối nhưng mà mấy con đứa nhóc mới chạy vô phòng tôi. Sao bây giờ 1 giờ đêm thôi á. Dạ sẽ kể lại cái chuyện qua nè. Cái cửa này là cái cửa phòng mình. Đó là cái cửa khóa vậy. Nếu mà không có cái thẻ ra ở đây thì không mở ra được. Nhưng mà hôm qua mình mẹ mình đang ngủ là 11 giờ đêm rồi. Không, đang thử cái cửa đóng lại mở ra không được. Thì đang ngồi ở chỗ mẹ nè, em đang ngồi ở chỗ mẹ. Em coi, em bấm điện thoại. Thì mẹ ngủ ở đây. Cái em nghe cửa mở là nghe tích tích luôn. Xong rồi cái cửa mở xong rồi nghe lọc cọc. Xong rồi chờ hoài không thấy hai vô. Em tưởng hai vô, hai để đồ ở đây. Xong rồi hai đóng cửa đi. Mà hồi không thấy ai đâu hết. Cái em mới ngồi chồm dậy em dòm. Thì tự nhiên em thấy cái bóng nó sượt qua. Nói chung là con bé nó cỡ đây. Cỡ này nè. Ừ. Thì nó chạy vô đó. Nói chung là nó thùng thục hơn. Nó lớn hơn con ăn mì. Nó bỏ ra là em ngồi đây em dọn nó luôn, em đơi mà em dọn nó luôn. Là lúc nó lại làm gì? Nó hí xong rồi nó chạy ra luôn. Em cứ dọn nó vậy đó, em đơi mà em dọn. Nó chạy ra luôn. Nó chạy ra luôn chạy nó cái là nó cố gắng nó kéo cái cửa lại. Ờ giật cửa lại. Cái cửa mở hờ. Nó chạy ra được, xong nó mở để hờ luôn. Em không dám ném ra đâu, cũng đóng luôn. Quay đơ luôn. Em không dám ra đóng không? Kiểu em cứ còn đơ á, kiểu chưa tỉnh á. Cái xong rồi em mới nghe ở ngoài có cái giọng là người lớn kêu là trời con sao con vô phòng của người ta, con biết ai không mà vô. Sáng ra coi thử bà đó coi cái đầu bà có đầu sao. Là em ngồi đơ, em đợi sau khi câu đó kết thúc cỡ khoảng 10 giây sau á là em mới dám ra, em khóa cái chốt ở trên lại á. Nó gọi vậy thật sự luôn là bây giờ không biết là người hay là ma nhưng mà là người thì cũng rất là vô lý tại vì ở đây rất là nhiều phòng, tại sao mở đúng cái phòng mình chạy vô thôi, rất là vô lý. Nếu mà phụ huynh của bé đó mà thấy cái video này thì là mơ vô chứ.
còn mũ đầm trắng nữa. Ok, thì chuyến đi này có vẻ là hơi đáng nhớ với mình với trải nghiệm tối qua. Mong là người nha, mong là người. Tối qua mình còn suy nghĩ là tại sao mình không quay lại cô bé đó. Sợ vãi. Ok, kết thúc video clip tại đây. Mình phải về Sài Gòn đây.